Nani? Em nghĩ là nó không khó, nhưng mà nó cũng không dễ. Rất khó. Theo em nghĩ thì nó cũng không hẳn là khó. Đối với em thì em thấy nó đơn giản, nhưng mà chắc là nó vừa sức để giáo viên hơn ạ. Em chỉ nhớ là em vừa đủ điểm ạ. Con thi là 10 quá vất vả, tại vì thi 4 môn là môn văn, toán, anh và lịch sử. Các con mình học khuya, thức khuya, học đến 11 giờ đến khi nghỉ ngơi lúc 3 giờ sáng lại dậy học tiếp. Thì năm nay có 2 môn, đó là môn lịch sử và môn tiếng Anh. Thì môn tiếng Anh thì em không quá lo, nhưng môn lịch sử thì hầu như cả năm em chả học, thì nên lượng cũng hơi nhiều. Khá đơn giản, tinh thần tốt và kiến thức gốc tốt. Chỉ là chắc chắn và cẩn thận, chi tiết. Và kiểu như bình tĩnh thì cái gì cũng sẽ khá là đơn giản hơn. Cô cũng mong chúc các con là năm nay thi tốt và đạt được kết quả cao. Theo cấp 3 theo ý nguyện vọng. Các bạn lớp 10 năm nay thi vào cấp 3 tốt. Đến kỳ thi rồi thì mình chúc các con sẽ thi bình tĩnh, tự tin để hoàn thành tốt bài thi vào 10 và đạt được kết quả cao. Đỗ vào cái trường mà mình mong muốn. Em mong các bạn sẽ đỗ vào các trường bạn nên mong muốn ạ. Còn em nghĩ là các bạn nên chuẩn bị thật tốt trước kỳ thi để không bị chặt ra khỏi những nghĩ em. Còn đối với tốc mẹ, các bạn hãy cần phải có một tinh thần tốt để thi các bạn. Và nên bình tĩnh, tự tin, chuẩn bị tốt và quan trọng nhất là phải gặp nhiều may mắn. Không cần phải học quá nhiều nữa, cứ bình thường để tớ thi hơn nữa. Mong là em sẽ thật bình tĩnh và làm thật tốt cho ngày thi và để có thể đủ điểm đỗ vào trường mà em mong muốn. Em chúc các bạn là các bạn sẽ có một tinh thần tốt, sức khỏe tốt và cái sự chuẩn bị tốt để có thể bước thi vào cuộc thi vào người một cách chắc chắn, đầy đủ và bình tĩnh nhất trong khi làm bài để có thể đạt được kết quả tốt nhất và mang lại được nhiều thành công và tương lai tốt đẹp sau này cho các bạn.